Chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta một vài cái bài toán trong chương trình ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 10. Các bạn tham khảo nhé. Đây cũng chính là một số bài mà các bạn đã gửi bài lên để yêu cầu thầy chữa đấy. Chúng ta xem cái bài thứ nhất này. Bài tập: trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường tròn C có phương trình là x bình cộng y bình trừ 12x cộng 10y cộng 52 bằng 0. Ý thứ nhất, xác định tọa độ tâm y và bán kính R của đường tròn C. Tiếp theo là tìm m để đường thẳng delta có phương trình m cộng 1 nhân x cộng 3y cộng 6 bằng 0 tiếp xúc với đường tròn C. Và ý B, viết phương trình đường thẳng delta phải tạo với chiều dương của trục OX một góc 45 độ và nên ta phải cắt C tại hai điểm A và B thỏa mãn AB là bằng 2. Đấy, phải viết tắt thỏa mãn. Nói chung là ý A là tương đối dễ đúng không? Ý B thì chúng ta nhớ một chút cái tính chất ở lớp 9 cũng dễ dàng thôi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn chúng ta giải từng ý một nhé. Chúng ta đi vào thứ nhất là ý A này. Chúng ta có thể viết lại cái phương trình một chút: x bình cộng y bình trừ đi 12x cộng với 10y cộng 52 bằng 0. Đây là đường tròn C. Thế thì để tìm tâm thì rất đơn giản thôi. Đây là cái dạng thứ hai của đường tròn rồi. Đấy, hệ số của x bình y bình đây đều là 1 rồi. Chúng ta sẽ chia cả hệ số của x và hệ số của y cho âm 2 để ra được tâm thôi, đúng không? Đấy, chúng ta suy ra tâm y này. Tâm y sẽ có tọa độ này. Hệ số của x là âm 12. Âm 12 chia cho âm 2 là bằng 6. Hệ số của y là 10 chia cho âm 2. 10 chia âm 2 là bằng âm 5. Đấy, vậy thì tâm y sẽ là 6 âm 5. Đấy. Và chúng ta tìm được bán kính. Bán kính luôn. Bán kính là R sẽ bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Đấy, thì đây này. À, trừ đây. Đây là 6 bình cộng với âm 5 bình. Đấy. Đây là trừ đi 52. Ta nhẩm nhanh. 6636 này là 25. 25 cộng 56 rồi trừ đi 52 thì là bằng 9. Thì khai căn ra là bằng 3. Đấy, vậy là bán kính là bằng 3. Và tâm sẽ là tọa độ là 6 âm 5. Thì cái việc tìm tâm và bán kính của dạng này thì thầy đã hướng dẫn các bạn nhiều rồi nhá. Để làm nhanh thôi. Bây giờ thì chúng ta thấy này, ý tiếp theo người ta bảo là tìm m để đường thẳng delta này đấy, tiếp xúc với C. Thì chúng ta nhớ là một đường thẳng tiếp xúc một đường tròn khi nào? Đây, chúng ta có thể vẽ minh họa ra đây. Đây là một cái đường tròn chẳng hạn, thì vẽ nhỏ nhỏ ra đây minh họa. Đây đường tròn tâm tâm y này, bán kính R này. Đấy. Thì đường thẳng delta, ví dụ nó như này, nó tiếp xúc đi, đường thẳng delta muốn tiếp xúc đi, thì rõ ràng khoảng cách từ tâm này đấy, cho đến cái đường thẳng delta này đấy, thì đúng bằng gì? Đúng bằng bán kính. Đây chính là bán kính luôn đấy. Cho nên là chúng ta có thể lập luận như sau: delta tiếp xúc với C khi phải chỉ khi khoảng cách từ tâm y cho đến delta phải bằng bán kính. Thế thì tâm y chúng ta biết đây rồi, 6 âm 5. Đường thẳng delta chúng ta biết đây rồi. Đấy. Đúng không? Vậy thì thầy chép lại cái đường thẳng delta ra đây ra phía này nhá. Với y là 6 âm 5. Delta là m cộng 1 cộng 3y cộng 6 bằng 0. Đấy, thì chép lại ra đây các bạn nhìn cho nó dễ. Đấy. Điều kiện tiếp xúc là khoảng cách từ y đến delta bằng R, mà y thì là 6 âm 5. Delta là đây. Đấy, chép lại. Thì chúng ta áp dụng cái công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng thôi, đúng không? Đấy, giờ thì chúng ta biết rồi nên là giờ bằng mấy nhỉ? Giờ bằng 3 vào đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ tương đương với vậy, chúng ta suy ra này. Thay tọa độ này vào với trái của phương trình này là trị đối này.
M cộng 1 nhân x nghĩa là nhân 6. Cộng với 3 nhân y là nhân với âm 5. Rồi cộng 6. Chỉ tuyệt đối. Tất cả trên căn bậc 2 của hệ số này là M cộng 1 tất cả bình này. Hệ số của y là 3 bình này. Đấy. 3 là bình phương lên đúng không? Đấy, A bình cộng B bình mà. Cái này bằng bán kính là bằng 3. Và chúng ta nhân vào và rút gọn thì ta sẽ được đây tương đương với 6m trừ 3 trị tuyệt đối. Đấy, chúng ta nhân tung cái này nhá, xong là nhân cái này vào đây. Xong rút rút gọn đi. Đấy, được 6m trừ 3 trên căn bậc 2 của m cộng 1 tất cả bình cộng 9. Cái này sẽ bằng 3. À, thành biến đổi một chút. Nhân lên thì bình phương hay vế nhé. Cái này sẽ là 6m trừ 3 sẽ bằng 3 nhân với cái căn này. M cộng 1 tất cả bình cộng 9. Rồi chúng ta sẽ thực hiện bình phương hay vế. Bình phương hay vế thì cái này sẽ là bằng cái này bình phương này là bằng 36m bình. Bình phương trị đối bình phương lên thì cũng như cái số này bình phương trị đối với cả bớt đi nhé. Cái này bình phương số nhất là trừ 2 lần tích là trừ đi 36m cộng bình phương ra cộng 9 bằng cái này bình phương lên là 9. Bình phương số thứ nhất này là m bình cộng 2 lần tích cộng 2m cộng 1 với lên nữa là cộng gì? Cộng 10 đúng không? Cộng 1 cộng 9 là 10. Và chúng ta sẽ nhân vào và chuyển hết về phía trái giúp bạn đi, ta được phương trình bậc 2. Đó là 27m bình trừ 54m trừ 81 bằng 0. Phương trình bậc 2 ẩn m này thì chúng ta sẽ giải ra được hai nghiệm là tương đương với hoặc cái này là vì là a này, này trừ b cộng c bằng 0 vậy thì là m bằng trừ 1 hoặc là m bằng trừ c trên a là trừ 81 phần 27, 81 phần 27 là bằng 3. Đấy. Thế thôi. Thì đây chính là ra được m rồi. Và họ bảo là tìm m được để d à để delta tiếp xúc với đường tròn C mà, đúng không? Chúng ta tìm ra được rồi, chúng ta kết luận như vậy. Vậy thế m bằng âm 1 hoặc là m là bằng 3 thì delta sẽ tiếp xúc với cái tắt với đường tròn C. Đấy. Đây là cái ý ý thứ nhất. Đấy, chúng ta thấy không? Tìm tâm vào bán kính và điều kiện tiếp xúc là chúng ta sẽ tìm ra được điều kiện để nhân ta tiếp xúc với C. Chúng ta chuyển sang ý thứ hai. Họ chuyển sang ý thứ hai. Ý thứ hai là cái gì? Ý thứ hai là các bạn đọc đi. Viết phương trình đường thẳng delta phải tạo với chiều dương OX một góc 45 độ và delta phải cắt C tại hai điểm AB thỏa mãn AB bằng 2. Thế trước tiên thì chúng ta áp dụng cái giả thiết đó là thầy làm thẳng vào cái phiếu này nhá, giải này. B thì thứ nhất này chúng ta thấy nếu D tạo với chiều dương OX một góc 45 độ thì hệ số góc của nó chính là tan của cái góc 45 độ này đúng không? Đấy, các bạn nhớ kiến thức đấy nhá. Đấy. Vì delta phải tạo với chiều dương OX góc 45 độ thì 45 độ suy ra hệ số góc của delta phải sẽ là chính là tan của cái góc này. Đấy, là tan của 45 độ. Một tan 45 độ chính là bằng bằng 1. Đấy. Do đó nếu như giả sử delta phải có cái phương trình là y bằng ax cộng b. Đấy, giả sử delta phải có phương trình này thì chúng ta sẽ suy ngay a là hệ số góc này thì bằng 1 luôn. Hay delta phải có phương trình là y bằng x
cộng b đúng không? Nó thay a bằng 1 vào đây. Ax cộng b thì là a bằng 1 thì là y bằng x cộng b. Đấy. Quan trọng là chúng ta thấy là với delta phải mà tạo với chiều dương của Ox một góc này thì hệ số góc là cái gì? Thì các bạn nhớ cái tính chất một đường thẳng tạo với chiều dương Ox một góc nào đó thì hệ số góc của đường thẳng đó chính là tan của cái góc này. Đấy, tan của góc nhá. Rồi. Bây giờ rất đơn giản thôi. Các bạn áp dụng tính chất hai này. Cái đường thẳng delta bên phải này bây giờ phải cắt đường tròn C tại hai điểm A, B thỏa mãn AB bằng bằng 2. Thì các bạn vẽ nhé, minh họa là thầy sẽ vẽ minh họa cho các bạn thấy. Đây. Ví dụ đây là cái đường tròn C. Và giả sử đây là tâm gì? Tâm Y đi, bạn đã tìm rồi. Đấy, bán kính biết rồi, tâm Y biết rồi. Và giả sử bây giờ cần phải tìm cái điều kiện để cái đường thẳng delta phải đây, giả sử delta phải đây. Đây là delta phải. Mà nó cắt đường tròn tại hai điểm A và B, được không? Đấy. Cắt đường tròn tại hai điểm A và B thỏa mãn AB bằng 2, có nghĩa là đây là A này. Đấy, cắt đây là A này. Đây là B này. Đấy. Mà AB lại bằng 2 thì chúng ta thấy có một tính chất như này ở lớp 9 này. Nếu ta nối từ đây lên lên đây. Đây là H đi. Đây là điểm H nhé. Ta nối vuông góc ở đây thì chúng ta nhớ là nếu nối vuông hạ một cái đường thẳng vuông góc là từ Y đến AB gọi là IH là vuông góc AB đi thì lập tức HA phải bằng HB. Đấy, tức là H là trung điểm AB. Ở lớp 9 có một cái tính chất đó là đường kính này đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây mà vuông góc với dây thì đi qua trung điểm đúng không? Đấy, của dây. Tất nhiên là dây ở đây là dây không đi qua tâm rồi đúng không? Và chúng ta biết bán kính là bằng mấy? Bán kính ở đây là ban nãy chúng ta tìm được 3 thôi, đây là 3. Đấy, đây là 3. Bán kính của đường tròn ban nãy là tính là giờ bằng 3 nhá. Đấy. Y đây là tâm là 6 này, âm 5 rồi. Đấy. Thế thì các bạn thấy là giờ chính là đoạn IA là bằng 3 đi rồi. Thế mà theo tính chất ban nãy thì người ta cho AB thì là phải gấp đôi AH bởi vì AH H là trung điểm mà thầy vừa lập luận rồi thì ở đây chúng ta thấy nếu như AB mà bằng 2 thì rõ ràng AH này bằng mấy bằng 1 thôi đúng không thì lúc ấy là chúng ta sẽ tìm được cái đoạn thẳng IH này mà cái đoạn thẳng IH này chính là khoảng cách từ Y cho đến delta phải các bạn nhớ chưa đấy thì theo hình vẽ chúng ta có ngay tam giác là AHI sẽ là vuông tại H và có cái điều gì có thứ nhất là IA chính là bằng bán kính là bằng 3 và AH chính là bằng AB trên 2 đúng không đấy, bằng gì bằng 2 trên 2 là bằng 1 đấy thì nói rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tính ra được ngay IH sẽ bằng căn bậc 2 của IH bình IA bình trừ đi AH bình. Đây đây có thể nói là Pythagore. Đấy, giải thích là Pythagore. Và thay số vào thì ta được là IH sẽ bằng căn bậc 2 của 3 bình trừ đi 1 bình. Đấy. 3 bình trừ 1 bình chính là căn mấy? Căn của đấy là bằng căn 8. Phải ta tính được IH là căn 8. IH là căn 8 thì IH lại chính là khoảng cách từ gì? Từ Y cho đến delta phải. Đấy thì ta thấy đây là suy ra ngay khoảng cách từ Y cho đến delta phải đúng bằng IH là bằng căn 8. Bây giờ Y thì chúng ta biết rồi. Delta phải chúng ta biết đây. Đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ chuyển cái delta phải này về dạng AX cộng BY cộng C bằng 0 để tính khoảng cách nhé. Đây chúng ta suy ra này. X trừ Y cộng B bằng 0. Đấy, chúng ta chuyển cái Y này sang bên này. Thì chúng ta được cái phương trình delta phải đây. Đây delta phải đây. Đấy. Thì với Y đây, ta tính khoảng cách đến đây. Là theo công thức khoảng cách thôi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ suy ra thay điểm Y này, tọa độ Y này vào bên trái của cái delta phải này. Đấy, vậy là x là mấy? X là 6. Trừ y là trừ đi âm 5. Cộng với b. Đấy, cộng b. Trị tuyệt đối.
trên căn bậc 2 của cái này bình, hệ số x bình, hệ số y bình tổng vào nhau, gọi là 1 bình cộng với âm 1 bình phải bằng căn này, căn 8. Và đây chúng ta biến đổi cái này sẽ như này là 11 cộng b, 11 cộng b bằng cái này là căn 2, căn 2 căn 8 là căn 16 nhá. Đây thầy nhẩm nhanh này, cái này là căn 2 này, nhân chéo lên là căn 8 là căn 16, căn 16 là bằng 4. Đấy. Vậy thì ở đây sẽ có hai trường hợp, hoặc là gì? Hoặc là 11 cộng b là bằng 4, hoặc là 11 cộng b là bằng âm 4. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra cho thầy được là b. Đấy. B sẽ là bằng 4 trừ đi 11 là bằng âm 7 nhỉ. Đấy. Âm 4 trừ 11 là bằng âm 15, b bằng âm 15. Âm 7. Nha. Rồi. Và khi tìm được b rồi thì ở đây người ta yêu cầu viết phương trình đường thẳng delta phải, đúng không? Đây này. Viết phương trình đường thẳng delta phải. Vấn delta phải đây rồi. Đấy. Chứ là thay b đây là xong, đúng không? Đấy. Vậy thì có hai đường thẳng delta phải thỏa mãn, bởi vì có hai giá trị của b chúng ta thay vào. Vậy thì suy ra delta phải phương trình là x trừ y trừ đi 7 bằng 0, hoặc delta phải là x trừ y trừ 15 bằng 0. Đấy, chúng ta thay b vào cái phương trình còn delta phải chúng ta tìm được ở trên. Đấy, đấy là cái bài bài hình này. Đấy, các bạn tham khảo nhé. Viết lại các bạn đọc đề. Đi xem cái bài. Thêm một cái bài nữa nhá, để thầy xếp đề ở đây này. Bài bài toán như sau này. Bài số 2, bài tập bổ sung. Bài này là tìm để bất phương trình sau có nghiệm, bất phương trình thầy viết tắt sau có nghiệm x cộng 3m nhỏ hơn căn bậc 2 của 1 trừ 2x. Thế thì cái bài này thì các bạn giải như thế nào? Các bạn thấy này, ở đây là căn, và cái việc mà giải cái bất phương trình m trừ căn thì rất là khó. Để chúng ta bước một chúng ta phải khử căn, khử căn. Mà muốn khử căn thì chúng ta chỉ còn cách là ở với bài này thì chúng ta sẽ có nhiều cách lắm, và ví dụ là bình phương hay vế hay là đại đoạn phụ, đấy là các cách khử căn vân vân. Tuy nhiên thì chúng ta không bình phương được, bởi vì chúng ta bình phương thì chúng ta phải là biện luận hai vế không âm cơ, nhưng ở đây là không, rất khó nhìn đúng không? Hai vế làm sao mà biết là không âm? Cái vế này thì không âm rồi, nhưng cái vế này chưa biết. Tất nhiên trong cái điều kiện là biểu suất này có nghĩa nhá. Ví dụ đây là nhớ là 1 trừ 2x là phải lớn bằng 0 đấy, là có nghĩa. Thì là cái này là lớn 0 rồi. Nhưng cái này chưa biết dấu, chưa thể bình phương được. Vậy chúng ta sẽ chọn cái hướng là đặt đơn phụ. Đấy, đặt phụ chúng ta đặt căn bằng cái t nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ đặt luôn này. Đặt. Chúng ta cứ khử căn đã để giải luôn đấy. Đặt căn bằng 1 trừ 2x là bằng t. Vậy thì muốn biết được phương trình như nào thì chúng ta phải tìm được x này. Đây có x, vậy thì cái này phải rút ra x. Muốn vậy thì bình phương hai vế. À, điều kiện t phải lớn không đã. Các bạn nhớ nha. Căn thì luôn luôn không âm, cho nên là đặt căn này bằng t thì t phải lớn không. Vậy thì các bạn phải bình phương hai vế, suy ra 1 trừ 2x sẽ bằng t bình. Và từ đây dễ dàng rút ra x sẽ là bằng 1 trừ t bình trên 2. Khi đặt xong cái này rồi, tìm ra x rồi, chúng ta thay vào thì được phương trình mới, bất phương trình mới. Bất phương trình trở thành, thì viết tắt. Cái này là thay x là thay bằng đây, 1 trừ t bình trên 2. Cộng với 3m nhỏ hơn. Cái này đặt là t, đúng không? Cái này vừa đặt là t rồi. Rồi chúng ta, vì mẫu là 2, chúng ta có thể quy đồng cử mẫu được. 2 là số dương mà. Đấy. Cái này sẽ tương đương với 1 trừ đi t bình cộng với thằng này nhân lên là 6m
thằng này nhân lên là nhỏ hơn 2t đi, à, tương đương với, à, thầy sắp xếp lại nhá, chuyển hết t về bên, trừ t bình xếp trước này, rồi đến trừ 2t này, cộng 1 này, nhỏ hơn chuyển thằng này sang bên phải, trừ 6m này, cô lập m này, đúng không? Thì chúng ta thấy này, à, để cái phương trình bất phương trình ban đầu có nghiệm, tức là bất phương trình này phải có nghiệm, nhưng các bạn nhớ là bất phương trình này có nghiệm là phải là ứng với t lớn bằng không nhá, à, vì mình vừa chuyển điều kiện là t phải lớn bằng không mà, được chưa? Vậy thì chúng ta thấy để thằng này có nghiệm thì với mọi giá trị của t thay vào đây thì thằng này phải nhỏ hơn trừ 6m, thì chúng ta sẽ biện luận theo 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 theo, theo đồ thị hàm số đấy. Đấy. Thì cái này chính là parabol p đúng không? Đấy. Thì nhưng chúng ta nhớ là nếu mà thằng này cái hàm này này mà nhỏ hơn cái giá trị này thì khi phải trừ khi cái giá trị lớn nhất t bình này trừ đi 2t này cộng 1 này max, cái giá trị lớn nhất của nó cũng phải bé hơn trừ 6m. Đấy. Với t lớn bằng không. Đấy. Cái mắc nó phải bé hơn, bản thân nó bé hơn thì mắc và nó bé hơn thì mới có nghiệm được, đúng không? À, chúng ta ghi bất phương trình có nghiệm nhé, bất phương trình có nghiệm đấy, khi phải chỉ khi cái giá trị mắc này nó phải nhỏ hơn này. Thế là mắc thì chúng ta tìm thế nào? Chúng ta tìm đơn giản thôi, bởi vì đây là hàm bậc hai là paramol rồi, mà hệ số ra a là âm. Parabol có dạng úp đúng không? À, thì rõ ràng là đạt giá trị mắc rồi. Đấy, chúng ta có thể phác họa nhanh cái này nhá. Cái này là đây thầy kẻ OX này. OX này thì là OY này. Đấy. Vậy là thầy tìm đỉnh của nó nhá. Trừ B trên 2A là trừ B là 2 trên 2A là âm 2 âm 2. À, âm âm 2. Đấy, thì là 2 trên âm 2 là bằng âm 1. Đấy, là âm 1. Tung độ hoành độ âm 1, âm 1 thay đây. Âm 1 thay đây mới đây là thành 2 này. 2 mới âm 1 đây là 3, 3 đây là 4 đúng không? 4. 1 2 3 4 đi. Là tung độ. Có đúng không nhỉ? Các bạn thay lại nhá. Âm 1 là đây là bình phương lên. Ôi tôi chết rồi. Âm 1 bình phương là 1 một ở đằng trước là âm một này, một này hết này, thế còn là âm một hay đây là là hai thôi đúng không? Là hai, thầy xin lỗi các bạn là hai thôi, bỏ cái này đi, đỉnh đây. Và rõ ràng nó có dạng úp như thế này, à, và nó cắt tại ví dụ t một không thì là thay vào đây cắt trục tung này, đây là t nhé, thầy xin lỗi đây là t, đây là trục t, tại vì hàm này là hàm t mà, đấy, thì đây phải trục hoành phải là OT. Cắt trục hoành, à cắt trục tung tại thì thay t một không, cái này còn là một thì là giá trị một rồi. Đấy, vậy thì parabola là úp như này. Đấy. Thế nhưng mà ở đây các bạn lưu ý là ứng với t lớn hơn hoặc bằng không thôi. Thì t lớn bằng không thì nó bên phải trục tung, cái phần bên phải trục tung này. Đấy, thì cái phần bên phải trục tung này là t sẽ lớn hơn hoặc bằng không đúng không? Còn phần bên trái này là gì? T âm đúng không? Đấy, tại vì là trục OT mà, OT đây, O không đây mà bên phải là dương, bên trái là âm mà. Thế thì ứng với T nếu mà không thì nó chỉ là cái nhánh này thôi. Cái nhánh này nha các bạn nhé. Đấy, thầy đang phác họa các bạn đấy. Còn cái nhánh này bỏ đi, gạch đi. Thế thì giá trị lớn nhất nó phải là chỗ này. Là chính là mấy đây, là một đúng không? Mà giá trị lớn nhất đây phải nhỏ hơn thằng này. Đấy, vậy tương tương với giá trị lớn nhất là một nhá. Vậy thì là phải một phải bé hơn trừ 6m, hay nói cách khác là chuyển trừ 6m sang bên này là 6m nhỏ hơn chuyển một này là nhỏ hơn âm 1, vậy tương đương với m nhỏ hơn âm 1/6. Đấy, thì đây chính là cái điều kiện ta tìm được đối với m. Đấy, vậy m phải nhỏ hơn âm 1/6 thì cái bất phương trình này này sẽ là có nghiệm. Đấy, thầy hướng dẫn qua cho các bạn như thế thôi để các bạn là tham khảo thêm nhá. Đấy. Chào tạm biệt các em.